Siêu thân thể của bác. Trong ngày hôm nay thì lại tiếp tục đập hộp một trong những dòng sản phẩm mic không dây trong phân khúc giá tầm trung của FB Pro. Trong ngày hôm nay thì ngày hôm qua bên em cũng đã thông báo thân thể của bác là bên em mới cập bến về được một lô mic không dây từ phân khúc tầm trung đến phân khúc cao cấp của FB. Từ những dòng sản phẩm mic DT22 thì ngày hôm qua bên em đã lên cho các bác rồi. Và những dòng sản phẩm mic VK51 thì ngày hôm nay bên em lên luôn cho các bác từ cái video này để đập hộp này, xong xem ở trong nó có những cái phụ kiện gì đi kèm, và cũng như là cái chất lượng âm thanh cho ra của những dòng sản phẩm mic VK521 nó như thế nào. Và bên em cũng thông báo luôn là bên em cũng đã về được mẫu mic cao cấp BS1000 của EB coi nhá. Các bác nào mà muốn sở hữu những dòng sản phẩm mic không dây ở trong cái phân khúc cao cấp của EB thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em, và bên em sẽ sớm ra video và để giới thiệu lại cái dòng sản phẩm mic BS1000 cho toàn thể các bác. Đây thì em mới đập thùng ra một con, mới tinh coi nhá. Đấy. Và trong phần hộp của nó thì nó sẽ có những phụ kiện đi kèm, hai cặp pin này, dây nguồn theo tiêu chuẩn. Đấy, các bác có thể nhìn này, cục nguồn rất là nặng các bác nhá. Đấy. Hàng nhập khẩu thì lúc nào cái nguồn các thứ với cả dây 6 ly của nó rất là chất lượng rồi. Đấy, các bác nhìn cái dây 6 ly của nó này. Đấy, đây là cái hai cái tai này đều có bắt vào tủ này, đấy, tủ kỹ thuật này, đấy, sách hướng dẫn. Đấy, ở trong thì lớp xốp thì nó cực kỳ dày dặn rồi. Đấy là cái phần vỏ thùng và cũng như là cái phần phụ kiện của nó bên trong. Tiếp đến thì là nhân vật chính trong ngày hôm nay, đấy, đầu thu mic và hai tay mic của dòng sản phẩm mic VK521. Dòng VK521 đây là một trong những dòng sản phẩm mic không dây trong phân khúc giá tầm trung của EB đang có cái mức giá cực kỳ tốt. Và không những thế, dòng sản phẩm mic không dây này cái chế độ chống hú của nó cực kỳ tốt, cái tiếng mic cho ra cực kỳ thoát tiếng này. Và đặc biệt những dòng sản phẩm mic không dây thì những dòng này thì bên em đã đi lắp cho những bộ dàn, những cấu hình karaoke tại phòng hát rất là nhiều rồi. Bên em đã đi lắp phòng hát rất là nhiều đối với những dòng sản phẩm mic VK51 rồi. Dòng này thì cái tất cả những chế độ tính năng chức năng của nó đều đã có đầy đủ rồi. Như chế độ tự ngắt này, và chế độ tự reset tần số tự động và bằng cơ, bằng tay đều thoải mái có cho các bác có thể trải nghiệm. Dòng này thì nó cái chất âm của nó thì bên em đã test cho các bác rất là nhiều rồi, nhưng ngày hôm nay bên em sẽ test lại cho các bác cái tiếng mic của nó cho rất là thoát tiếng này, bắt mic siêu nhạy luôn, riêng dòng VK521 này, và kết nối với những cái dòng sản phẩm đẩy liền vang D68S này hoặc là DAC X36 hoặc X10 thì con này nó cực kỳ là hợp luôn. Đấy, chất âm của nó cho ra rất là hay đấy, trong cái tầm tiền phân khúc mà giá dưới 3 triệu đồng. Con này thì mức giá liêm yết của EB đang có mức giá là 3 triệu, 3 triệu tròn các bác nhá. Mức giá liêm yết ở trên trang chủ của EB. Nhưng mà đang trong chương trình giảm giá khuyến mãi. Thế bên em cập bến được lô này thì được 100 con, mỗi loại được 100 con thì sẽ để cái mức giá cực kỳ là mềm. Con này thì giá từ 3 triệu xuống chỉ còn có 2 triệu 8 thôi. Bao ship cho các bác nhá. 2 triệu 8 bao ship. Đấy, và các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái và chế độ chính sách bảo hành thì vẫn là 2 năm. Đấy, so với những dòng sản phẩm bây giờ ngoài thị trường thì các bác không lấy đâu ra được thương hiệu nào mà nó bảo hành cho các bác lên tới 2 năm với những đồ điện tử đâu các bác nhá. Đấy, bảo hành 2 năm cho các bác luôn. Đấy, lỗi một đổi một trong vòng 1 tháng. Lỗi một đổi một trong vòng 1 tháng đối với dòng sản phẩm này. 2.800.000 đồng bao giá thị trường. Riêng những dòng sản phẩm thương hiệu nào thì em không biết, nhưng mà riêng thương hiệu EB thì cái chất lượng này và cũng như cái giá thành của nó thì cực kỳ là tốt rồi. Đấy, tay mic thì thiết kế rất là đẹp nhá, cầm cực kỳ rằm tay luôn. Đấy, tay mic thiết kế rất là đẹp. Đấy, tem chống hàng giả này, tích hợp mã QR. VK521 đầu thu mic nhìn cũng khá là đơn giản, nhưng mà cái khi phối ghép với những bộ dàn cấu hình combo karaoke này thì nhìn vẫn rất là chất. Nhìn đơn giản nhưng mà vẫn tạo ra cái nét thì rất là sang trọng các bác nhá. Có nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết ở đặt hàng các bác nhá. Ngay bây giờ thì bên em sẽ test thử một cái đoạn alo ngắn để các bác có thể biết được cái chất mic của nó cho ra như thế nào nhá. Thì bây giờ thì bên em test thử cái chất âm, chất mic của nó cho ra các bác nhá. Đấy, bây giờ thì bên em ngồi rất là gần loa này. Đấy, hai cặp loa 2 bát 30. Đấy, và test rồi test từ leo để xem cái chế độ chống hú rít của nó tốt như nào các bác nhá. Đặc biệt thì con này nó chế độ tự ngắt của nó thì các bác khi các bác không tắt mic này, để mic chế độ ngủ của nó thì sau khoảng tầm 5 giây thì nó sẽ tự ngắt các bác nhá. Đấy, em thử alo này.
1 2 3 4 5 6 7 lồng 5 6 7 lồng 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 lồng. Bắt mic rất là nhạy luôn, và đặc biệt thì ngồi rất là gần loa, mà loa thì bát từ leo ấy, tép từ leo ấy, mà bát thì là 2 bát 30, mà chất âm của nó cho ra nó khá là thoáng tiếng. Các bác có thể tham khảo giữa dòng mic VK31 hoặc DT22 đấy, trong phân khúc tầm trung, khoảng giá mức giá hơn 2 triệu đồng một chút. Và video này thì bên em lên cho các bác cái video để thông báo giảm giá khuyến mãi với dòng sản phẩm mic không dây VK51 đấy, 2.800.000 đồng cho các bác là quan tâm đối với dòng sản phẩm mic này. Các bác nào mà có muốn bên em test chất âm hay như thế nào, hoặc là đến trực tiếp tại cửa hàng, các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0366 417 927 đấy, để được bên em tư vấn chi tiết và cũng như lên đơn cho các bác, và để các bác nhận hàng sớm nhất các bác nhé. Và xin chào tất cả các bác, hẹn các bác video sau. Xin chào tất cả các bác.